Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và ở đây mình đang có chiếc Vivo Y81. Thì chiếc điện thoại này ngoài cái sự nổi bật là một chiếc điện thoại với màn hình tai thỏ trong phân khúc dưới 5 triệu ấy, thì vẫn còn nhiều bạn lăn tăn là không biết là liệu hiệu năng của con này có ổn hay không. Bởi vì dòng chip MediaTek thì được các bạn khá là hoài nghi. Và con chip Helio P22 chạy trên con này cụ thể nó sẽ có hiệu năng như thế nào? Thì trong clip hôm nay mình sẽ chơi một số cái tựa game từ nhẹ cho tới nặng. Cụ thể là một số game nhẹ này. Game nặng thì mình sẽ có 3 game là Liên Quân Mobile, Aspire Dream và PUBG. Thì để xem là cái chiếc Vivo Y81 này nó chiến những tựa game này như thế nào nhé. Nói một tí về thông số cấu hình thì với cái cấu hình là Helio P22 này, RAM 3GB đủ các thứ ấy, thì mình chạy AnTuTu Benchmark thì được tầm khoảng 78.000 điểm. Trong đó điểm 3D thì tầm khoảng là 11.830 điểm. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn những cái tựa game đầu tiên. Thì ví dụ như Temple Run này, thì cái game này thì hoàn toàn là mình thấy nó không có làm khó được cái chiếc điện thoại nào đâu. Dĩ nhiên là các bạn sẽ chơi một cách mượt mà những cái tựa game nhẹ rồi. Chủ yếu là chúng ta sẽ xem sự thử là khi mà nó chơi game nặng thì như thế nào thôi. Rồi vào game nhá. Đây này. Đấy, vẫn chơi rất là bình thường. Rồi mình sẽ cho nó ra ngoài luôn. Tiếp theo là Zombie Tsunami. Thì mình nghĩ là những game này hoàn toàn các bạn chơi mượt mà thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy, vào game cũng rất là nhanh. Rồi, tựa game tiếp theo mình sẽ chơi đó chính là Night. Game này thì Hiếu hay chơi nhưng mình cũng biết chơi đó. Ấy kiểu các bạn sẽ chơi như thế này. Nói như mà nó kiểu nó quảng cáo nhiều quá, mình cũng chả ưa cái game này một tí nào cả. Rồi, chủ yếu là ba cái game mà các bạn đang chờ đợi đó chính là Liên Quân Mobile này, Aspire Dream và PUBG. Bây giờ thì mình sẽ vào cái Liên Quân Mobile trước. Thì với cái tựa game Liên Quân Mobile này á, thì mình sẽ setting của nó ở cái mức là trung bình. Bây giờ mình sẽ vào cài đặt này. Mình sẽ để cái chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng chi tiết ở cái mức là trung bình. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào game. Bây giờ thì mình đã vào game rồi này. Thì với cái mức đồ họa mà mình vừa set ấy, thì thật ra là khi mà mình ngồi ở cái khoảng cách như thế này thì mình xem nó vẫn khá là ổn. Chỉ trừ khi mà các bạn xem chơi quá gần ấy, để màn hình gần quá thì các bạn mới thấy được là một số cái điểm nó không có chi tiết nhiều thôi. Thì đây vừa lúc đoạn nãy mình chưa vào combat ấy, thì chúng ta sẽ có và kể cả cái mình vào luôn ấy, thì cái FPS nó vẫn nhảy ở cái mức là 30 đến 31. Đấy, như vậy thì mình cảm thấy chơi khá là mượt mà ở cái mức này. Nãy giờ thì FPS vẫn duy trì ở mức là 31, nó không hề có giảm cả. Thì như vậy thì với Liên Quân Mobile thì các bạn chơi trên chiếc Vivo Y81 thì bạn hoàn toàn yên tâm là các bạn có thể chơi tốt trên con này ở mức độ setting là trung bình nhé. Thì cái trong cái mức này thì mình thấy đồ họa nó vẫn đủ cho các bạn có thể trải nghiệm tốt cái game này. Và FPS luôn duy trì ở mức là từ 30 cho tới 31. Và nãy giờ thì mình vẫn chưa thấy nó giảm xuống. Và bây giờ thì dừng cái game này ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái game tiếp theo. Và tựa game tiếp theo mà mình sẽ chơi đó chính là Aspire Dream. Thì đây là một tựa game với đồ họa không hề nhẹ xíu nào. Và mình sẽ chỉnh ở mức cũng là medium luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trận đua thử. Như nãy các bạn có thể thấy là nó mở cái game này khá là nhanh. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Thì với Aspire Dream ở mức đồ họa này thì mình nghĩ cũng không làm khó được Vivo Y81. Thì các bạn sẽ vẫn có thể chơi tốt cái game này với con máy này. Mình cũng đo bằng Gamebench thử thì nó tầm khoảng là từ 28-29 FPS. Thì như vậy thì cái mức đó thì cho chúng ta một cái trải nghiệm game ổn rồi. Đây các bạn có thấy hồi nãy cái vào đoạn intro thì nó vẫn rất là mượt. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi thử cho đến những cái pha mà va chạm rồi ấy, để xem thử là nó có bị giật không. Mình nghĩ là những cái pha như vậy thì nó sẽ hơi giật nhẹ một xíu ấy. Đấy, không, mình thấy nó cũng không bình thường, không đến nổi. Như các bạn có thể thấy là nó nãy giờ ấy, mình vẫn chơi rất là ổn cái game này và hầu như là nó có giật nhẹ. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ qua cái đó thì các bạn sẽ vẫn chơi game này tốt. Mình nghĩ là máy cho trải nghiệm game khá là ổn ấy. Như nãy các bạn có thể thấy là mình vẫn chơi cái game này khá là ngon lành và hầu như là không vấn đề gì cả, trừ trường hợp là mình set cái tay cộng nó hơi lạ lạ nên mình chơi chưa được thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái game nặng thứ ba, đó chính là PUBG.
Thì đây là một cái tựa game mà gần đây phải nói là các bạn chơi rất là nhiều luôn. Thì với PUBG thì một tí nữa mình cũng sẽ set không, thật ra là mặc định nó là nó sẽ chuyển về cái mức setting là thấp nhất. Bởi vì với những cái con dòng cao cấp ấy, thì các bạn mới có ở cái chế độ cấu hình là cao lên để chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn. Còn với những cái dòng máy trung bình hoặc là những cái dòng máy thấp hơn một xíu ấy, thì nó sẽ tự động chuyển về cái mức low để chúng ta có một cái trải nghiệm mượt mà game hơn. Thì bây giờ vào thử ở cái mức này thì với con Vivo i81 thì các bạn có thể trải nghiệm tốt cái game này hay không nhé. Mình vẫn đang trong cái giai đoạn đi loot đồ, chạy xuống cái khu đất nhà lớn nhưng mà sao đồ bao ít luôn. Này có đứa nào nó vào lấy không nhỉ? Thì như nãy giờ, bây giờ là các bạn có thể thấy là mình đang vào cái khu mà nhà nhiều nhất cũng như là đồ họa buộc máy phải cho hiển thị nhiều thì vẫn còn chơi rất là mượt mà. Hay là những cái thùng hay là những cái cửa đồ hoàn toàn bình thường, nó không có, mình thấy nó đều ở cái mức là mình có thể chơi tốt á. Nên là các bạn sẽ yên tâm, nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều tới cái việc mà trải nghiệm cái game này của bạn. Mình nghĩ con này chơi PUBG thì vẫn ngon lành. Như vậy thì nãy giờ mình có chơi một số cái tựa game cho các bạn xem này, như là Liên Quân Mobile hay là Artfight Dream, và cụ thể là đang chơi cái game PUBG này ở đây. Thì các bạn có thể thấy là nãy giờ bỏ qua những cái việc hơi lắc nhỏ nhỏ như là nhảy máy bay này, hoặc là khi mà các bạn chạy nó sẽ hơi giật giật một tí, thì cơ bản mình nhìn thấy là cái việc trải nghiệm của cái này ấy, hoàn toàn rất là tốt cho khi mà chơi game này. Mình thấy mình vẫn chơi nãy giờ này vẫn không có vấn đề gì cả. Và ở cái mức cấu hình thấp như thế này ấy, thì việc mà đồ họa game sợ, nhiều bạn sẽ sợ là bị ảnh hưởng các cái đồ họa game nó bị xấu đi. Như các bạn có thể thấy là như bàn ghế đồ các thứ thì chúng ta vẫn sẽ ổn, và nhân vật của chúng ta các bạn vẫn sẽ nhìn được, chứ nó không có phải là quá tệ như là nhiều bạn nghĩ đâu. Và nãy giờ thì mình thấy là cái con chip Helio P22 ấy, nó cho một cái hiệu năng khi mà chơi game trong phân khúc giá dưới 5 triệu, mình thấy nó hoàn toàn là xứng đáng để các bạn có thể bỏ tiền ra mua, không có vấn đề gì cả. Ở bên này đang đỏ súng này, chạy nãy giờ mà không thấy đứa nào hết. Là một đoạn clip mà mình chơi game trên chiếc Vivo i81 để các bạn có thể thấy được là máy chơi game như thế nào. Nói chung là mình sẽ không đánh giá gì thêm nữa, như nãy giờ thì các bạn cũng có thể thấy rồi. Và chỉ có thể nói là nếu mà các bạn cần tìm một cái chiếc điện thoại trong phân khúc dưới 5 triệu này, có tay thỏ, có cấu hình ổn để các bạn có thể chơi những cái tựa game hiện nay, thì chiếc Vivo i81 này hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt cho các bạn trong phân khúc giá này. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.